Xin chào các bạn đã trở lại với xe đầu kéo Vlog. Sáng hôm nay thì Tú đang có mặt tại quán cà phê của Ánh Cua. Hôm nay thì được em Diễm đưa sang đây để gặp Ánh Cua và gọi là trải nghiệm một số món bánh ở quán Ánh Cua. Và tuy nhiên rằng là mình biết được tin là em Ánh mới sắm được một chiếc xe rất là mới. Thì trước khi mà anh em mình cùng nhau đi khám phá xem là xe mới của Ánh là xe gì, có gì đặc biệt, thì mời các bạn là cùng với mình, cùng với em Diễm là đi vào đây để trải nghiệm một số món bánh của anh nhỉ. Anh Tú ở đã tới đây rồi đúng không? Đúng rồi, anh đến một lần và Diễm đi cùng Diễm. Nhưng phải nói là cái em rất là thích cái không gian này, mà khi mà tới quán của Ánh Cua thì không chỉ là nước mà Diễm cực kỳ thích bánh ngọt ở đây, bánh ngọt ngon lắm. Anh cũng thích bánh ngọt đấy. Diễm vào đây. Ôi, này thương bài rồi. Mát quá. Trong này có cái đủ máy lạnh. Chào Ánh nha. Ôi, quán nhìn mộng mơ giống là lâu ngày gặp lại cô chủ và bắt tay cái. Em đố anh Tú hoa này hoa gì? À, cái hoa này anh quên rồi, giống như cái cây hoa cái gì? Tiên. Thủy tiên à? Dạ, tên hay nhỉ? Đẹp ha. À. Này tới đây là khách vừa được uống cà phê ngon, ăn bánh ngon và được ngắm hoa nữa. Ngắm hoa này cô chủ đẹp nữa. Mọi lần anh em mình đến thì có hoa lan rất là đẹp ấy. Mà ở đây có rất là nhiều bánh thì Ánh có thể tư vấn cho anh là cái bánh nào mà ngon nhất ở đây không? Thì nếu mà anh kêu em tư vấn mà bánh ở quán AK Cà Phê thì bánh nào cũng ngon. Bánh nào cũng ngon. Tại vì ngon thì em mới bán. Ừ. Thế nhưng mà Diễm thì thích bánh nào Diễm? À, ở đây thì có bánh chanh dây rất là ngon nè. Đây à? Chanh dây đây. Chanh dây ở trên này. Tiramisu cũng ngon. Ừ. Thế thì cho anh bánh chanh dây này. Rồi bánh gì? Diễm vừa nói bánh tiramisu. Ờ đấy, cho anh bánh này nữa này. À, giới thiệu với anh là bánh trứng muối nè, bánh bông lan trứng muối. Cho anh bánh này nữa này. Dạ, giới thiệu đấy. Anh tiếp bánh Russian. Cho anh bánh này nữa luôn. Rồi bánh mì xúc xích. Thì lấy luôn. Bánh mì chà bông cây. Thì lấy luôn cả này đi vì bánh mì phô mai. Lấy hết luôn. Lấy hết tủ đi em. Mỗi loại một cái luôn. À đấy. Có cả khoai môn sấy nhà em làm nữa. Khoai môn sấy của nhà anh Cua làm. Dạ, đấy. Một lát mình mua một gói này đi rồi mình để ra dĩa. À, rồi mình lấy luôn cả gói này nữa. Đây, cho anh gói bánh này nữa. Rồi. Diễm uống nước gì hả Diễm nhỉ? Ở đây thì có rất là nhiều loại như là cà phê, rồi các loại chè, chè sen vàng, trà xanh, trà hoa cúc, trà hoa đậu biếc. Ở bên Diễm. Em là cà phê thì là rang xay là nguyên chất rồi. À. Như là mình sáng mà mình đã ăn rồi á thì hả uống chứ không thôi là hơi bị say. À. Còn buổi trưa mình cũng mát mát với thời tiết Sài Gòn mà hơi nóng như thế này thì em nghĩ là uống trà hiện đại, các loại trà trái cây nè. Trà nhãn, hạt sen, hạt ấy, món mới. Cái đây, gì? Giới thiệu luôn. Trà hoa cúc nhãn. Đó, cho anh trà hoa cúc nhãn nha em nhé. À. Rồi, thế anh món uống này gì đây? Cũng là bé sao lờ luôn. Anh uống gì? Dạ, em mà cũng uống trà bông cúc nè. À rồi, đấy cho anh. Diễm chắc uống trà sữa. Ok, nó ghét dưa hấu rồi. Ok. Quán đợt này đông khách ghê ha. Rồi, thế bây giờ là cháu có bàn nào thì anh em mình vào đấy ngồi để. Đây hết bàn rồi. Thế trong kia còn cái. Đấy. Bàn đó cũng có khách rồi mấy bạn đang sạc hôm nay đó. Khung bàn đó nếu mà ngồi ở ngoài á thì hơi nóng ấy. Hơi nóng nhưng mà mình có thể lên trên phòng ở trên. À có phòng họp trên nha. Có. Bây giờ mấy anh em mình lên ăn uống rồi họp. Ok, luôn. Thế đây mình lên mình họp bàn tí. Rồi, bánh đã có rồi các bạn ơi, hấp dẫn quá. Ở quán cà phê của Ánh thì rất là nổi tiếng với những món bánh. Lần trước đến đây thì mình cũng có dịp mà trải nghiệm một số món rồi. Yeah. Đấy. May đến đây thì cũng không quên là trải nghiệm lại một lần nữa. Vô, anh em vô đi. Chúc mừng ngày gặp lại. Ngộ. Đấy. Còn một số cái thì mình đã mua mình để đấy để mang về rồi. Nãy mình kiểu giới thiệu nhiều quá mà anh Tú phải mua hết. Nhưng mà giờ là ăn không hết. Mua về để trưa nay thì mấy anh em mình ăn trưa luôn. Rồi nha, mời hai em nhá. Anh mạnh dạn ăn thử miếng bánh này trước này. Mời cô chủ. Mời cô chủ đi. Em thì ngày nào cũng ăn bánh hết á. Nhưng mà cái bánh ở đây kiểu uống mà chất lượng đồ rất là chất lượng. Rất là thơm nha các bạn ơi. Ánh đặt là của kiểu thầy giảng viên dạy bánh đúng không? Làm bánh. Cái địa chỉ của Ánh ở đây là địa chỉ số bao nhiêu không nhỉ?
địa chỉ của cà phê đấy. FF2 đường Ba Vì, phường 15, quận 10. FF25 dạ. À? Không, FF2 ạ. À. FF2. Này nhớ 25 bên Trường Sơn cửa hàng đặc sản. Đường Ba Vì. Dạ, đường Ba Vì, phường 15, quận 10. Phường 15, quận 10. Dạ, cũng trong cư xá Bắc Hải, gần công viên Lê Thị Riêng đi vô. Nhưng mà hotline đặt bánh là số nào? Cứ gọi số hotline của cửa hàng đặc sản luôn là 0915 999 550. Đây là mình có giao đồ luôn đấy à? Dạ có. Bây giờ cà phê và tất cả các loại bánh bên em là có trên Shopee Food và có app bot để đặt hàng order trực tiếp trên đó luôn. Ngay cả cái bánh tiramisu này ít hơn mình đi ăn một kiểu là cái lớp sô-cô-la ấy. Lớp gọi là đúng không? Kiểu cái này là gần Milo. Milo đây. Milo rất là mềm luôn nha các bạn và nó ngậy ngon lắm. Ngon quá nhỉ. Dạ. Anh thử miếng đi chỗ này. Đây anh em. Thử một chút được không? Các loại bánh, hai loại bánh này là khách mà hàng mà tới mà lớn tuổi anh khó tính đó nha. Nhưng mà ăn rồi là thích. Ăn xong rồi mua order đem về tại vì để tủ mát á hôm sau vẫn ăn được. Và chỉ có 2 ngày thôi. Ngon đấy. Mềm. Đây là một túi bánh đây này bao gồm rất là nhiều cái loại bánh khác. Thì tí mình sẽ mang về cửa hàng của em Diễm để mấy anh em mà ăn. Bên đó là trưa nay đóng tỏi cũng mệt nên là về là hợp lý. Nhưng mà nếu mà ăn ở đây á, là vừa làm nóng lần đầu tiên luôn á thì nó sẽ ngon. Còn nếu mà order mua về á, thì trước khi ăn thì mình làm nóng lại. Anh thì thời gian này thì cũng làm về YouTube thì cũng hơi ít đúng không? Thỉnh thoảng anh mới thấy em lên một tập. Em có làm nha, em không có nghỉ nha. Hơi ít nhưng mà một clip. chứ còn không có làm nhiều như ngày trước nữa. Đấy, chắc là công việc là kinh doanh này bận. Quán bún nước Nèo thì đang đóng cửa nhỉ? Dạ đóng cửa hồi trước Tết rồi anh. Thế còn chỗ đấy là mình vẫn bán đặc sản ở đấy. Dạ đúng rồi. Chỉ là nghỉ về cái bún nước Lèo thôi. Dạ, một lát anh có thể ghé bên Trường Sơn để tham quan cửa hàng mới luôn. Tại vì hồi trước tới giờ mở bán lại dồn qua bên một địa chỉ á. Cũng chưa có ghé, cho nên là chưa biết. Thế tí anh em mình chạy xe qua bên đấy luôn. Dạ. Vừa đi trải nghiệm xe mới của anh mà. Giới thiệu cho anh thêm nhiều đặc sản mới nữa. Để xem anh có... Trên cơn em còn chưa chia sẻ luôn đó. Để xem anh có làm đại lý được cái gì không. Thôi bây giờ mình ăn xong đường, thì anh em đi lên đường sang đấy. Rồi bây giờ là anh em mình cùng nhau đi lên đường trải nghiệm xe mới của anh. Không biết đã có YouTuber nào quay chưa anh nhỉ? Anh là đầu tiên đó anh. Thế còn anh đã quay lên trên kênh khi nào chưa? Dạ chưa. À thế à? Em chưa có review xe. Nhưng mà đi trong xe thì em có quay chút đỉnh. Nhưng mà xe này xe cũ rồi chứ không có mới. Em lấy hồi năm ngoái. Năm ngoái nhưng mà vẫn là mới. Cái chiếc xe này thì cũng rất là nhiều người mà mơ ước mà cũng gọi là rất là thông dụng dành cho gọi là giới nghệ sĩ cũng rất là hay dùng. Cái độ thông thoáng ghế này kia nghệ sĩ em thấy hay đi xe này lắm này. Đây là chiếc Kia Carnival đấy. Yeah. Không biết mình đọc tên tiếng Anh có sai không ấy. Đúng rồi đó. À đúng rồi à. Thế thì bây giờ mời hai em lên xe nhá. Không để anh xem vào, hình như là mở cửa đây được luôn này. Đây, bấm đây là mở cửa được luôn này. Mình chưa đi xe này bao giờ đấy. Nhìn thấy bên ngoài là rất là đẹp. Thường em mở cửa em bấm đây luôn. À, em bấm đấy em mở luôn đúng không? Cửa trượt. Thế là nhanh. Xin mời hai giám đốc. Giám đốc công ty đặc sản Ánh Cua Thiên Nhiên Cà Mau. Còn bây giờ là mời giám đốc hải sản Phan Diễm lên. Nhưng mà đấy. Cái khoang rất là rộng luôn anh Tú. Hàng ghế chủ tịch không biết là điều hòa đã mát chưa nhờ hai chủ tịch nhỉ? Mát sẵn rồi anh, ở đây đấy. Là mát từ trên xuống và từ dưới lên nữa. Không, công nhận là cái xe này đậu ngoài nắng như thế mà mình vừa mới thấy vào cái là đã cái nó làm lạnh đó, cái làm lạnh rất là nhanh ấy. Đấy. Cái này là cửa sổ trời. Cửa sổ trời. Ôi. Nắng lắm. Nhưng mà nóng. Thôi nha, bây giờ chúng ta bắt đầu khởi hành nhá. Ôi bên này rộng quá nhỉ. Công nhận là cái xe này tầm nhìn nó thoáng thật đấy, thích thật. Lúc mà à, đây này. Lấy chiếc xe này á anh, là tới bây giờ là em chỉ lái một lần duy nhất. Một lần duy nhất? À. Còn lại là có bác tài rồi đấy. Tại vì nó dài á, cái xong rồi cái mình trước đó mình lái chiếc Kia K5. Nó ngắn, nó dễ quay đầu. Xong rồi cái chạy từ nhà tới qua bên Trường Sơn á. Rồi cái
kiểu như là đang trên đường đi là mình thấy dài rồi mình khó điều khiển, không có quen, cái xong mà sợ quá tới lúc buồn về là em phải gọi tài xế chạy qua để lấy xe về, mà bữa đó là ngày nghỉ của tài xế, bữa đó chủ nhật nữa, rồi em chỉ chạy một lần duy nhất thôi. Mà Tú thấy lái so với xe em thì sao Tú? Xe này lái cực kỳ thích luôn, vì nó đời mới ấy em, cho nên là nó mọi thứ cái option ấy thì nó sẽ cao hơn xe của Diễm. Yeah. Vì thực ra là cái xe của Diễm thì nó đã có mấy năm rồi. Cho nên là những cái option ở trên xe, những cái tiện ích ở trên xe thì nó sẽ không thể mà so sánh được với những cái xe đời mới hiện tại giờ. Đấy, những cái màn hình đây này, hiển thị ở trên này nhìn cũng bự, nhìn cũng rất là thích. Rồi hai nữa là cái không gian ngồi thì mình cảm giác là cái tầm cái kính phía trước đây để mình nhìn ra nó cũng rất là thoáng. Đấy. Công nhận là đẹp, đẹp thật sự luôn đấy. Thứ hai nữa là cái xe này mình đi là cảm giác nó êm, cực kỳ êm luôn. Đi vào những cái đường nó hơi xấu thì cảm giác nó xuống những cái gờ đấy nó rất là nhẹ nhàng, nó êm ái lắm. Thế này thì cực kỳ hợp cho hai chủ tịch ngồi sau nha các bạn. Ví dụ như nếu mà đi hai người vậy thì mình ngồi có thể là để dày cho nó rộng, còn nếu như trong trường hợp mình còn cần thêm người thì mình sẽ cho hai ghế này lên tí ha. Như xe này em về Cà Mau á, đi gia đình á là chở hết gia đình em luôn á. Thực cha sự là... mẹ rồi bữa đó là đi quay phim Quỳnh làm như là xe này là ngồi là thoải mái. Ở phía sau này là ngồi được ba người nè. Nhưng mà để ngồi á thì mình cái ghế này mình sẽ kéo lên chút xíu. Tại vì bây giờ mình đi có hai người ở phía sau á, cho nên là mình sát ở dưới đây á, cái chân để thẳng luôn á. Nè, để rất là rộng rãi. Cái này thì nói thật sự là nếu mà cần thiết ấy, thì mình có thể thay đồ như là thay váy các thứ trên xe thoải mái luôn đấy anh nhỉ? Vì nó rộng ấy. Anh hỏi. Anh thấy vì là nghệ sĩ ấy, người ta đi thì người ta treo quần áo ở trên xe đây, người ta thay đồ các thứ rất là nhiều ấy. Đúng rồi. Người ta... Nếu mà đi biểu diễn thì thay đồ ở trên xe này thì ok. Tiện anh. Mà. Chứ còn bình thường thì hỏi câu này hơi khó với ánh, vì ánh là giả sử như di chuyển về Cà Mau thì đồ mình mặc sẵn như này rồi đúng không? Đấy, công nhận là đi cái cảm giác nó lái nó rất là thích. Mà cái xe này đi xa nhất là đã đi đến đâu rồi anh nhỉ? Đi xa nhất là chỉ chắc về Cà Mau thôi anh. Cà Mau là xa nhất à? Mà ngồi rất là êm nhỉ? Chủ yếu là xe này là dành cho cái hàng ghế phía sau mới là cái hàng ghế mà gọi ghế là anh cũng rất là êm luôn á. Còn mình thì ngồi êm rồi cũng nói, nhưng mà lái thì nó hơi mệt. Căng mắt mệt đúng không? Rất là mới luôn đấy. Cái này ánh mới đi được có 7.581 km. Tại vì em đi trong Sài Gòn nhiều. Diễm ngồi có thấy thích không hả Diễm? Cái tầm nhìn nó cũng cao, mà cái quan trọng của cái ghế này, xe này là em cảm giác là nó là cái độ rộng ấy. Độ rộng thì nó rất là rộng và thoải mái. Anh thì thấy Diễm ấy thì có thiên hướng chọn về cái xe là có tiện ích và sự rộng rãi nhiều hơn đúng không? Thì đôi khi cái công việc mình di chuyển nhiều ấy. Di chuyển nhiều là thời gian mình ở trên xe nó rất nhiều luôn. Nhưng mà với em thì Ford Ranger của em là đủ để đáp ứng được rồi đúng không? Thế còn nếu mà Dũng mà muốn mua tặng xe mới thì bảo thôi mua cái như này rộng này, sau này chở con là gia đình nữa thì đi đâu xa là nó rất là thoải mái. Từ đây đến cửa hàng của ánh là mình đi qua rồi. Đi theo hướng nào được nhỉ? Để bây giờ mình quay sang cửa hàng đi nhỉ? Thì phải vòng lại. Vòng lại à? Dạ. Ở đây mình đây ngã tư nè. Mình vòng qua bên đường bên trái, quẹo okay. Trái. Bây giờ mình sang thăm cửa hàng của anh. Mà có phải là cái chỗ ngày trước mình bán bún nước lèo đấy không? Dạ đúng rồi anh. Đây là công viên Lê Thị Riêng. Không biết là có sự thay đổi gì rồi từ ngày đấy đến giờ là Diễm đã có quay lại là dạ, em có rồi. Cửa hàng của anh chưa nhỉ? Hôm khai trương là em xách thằng Tài tới em gọi. Nhưng mà bây giờ là gom hết về một chỗ thì rất là tiện cho mọi người luôn ha anh ha. Đúng rồi, tới mọi người mua cái là thôi đi qua chỗ này chỗ kia. Nhưng mà cái xe mà cửa lùa như dòng xe này thì mình đi vào phố ấy, mình mở cửa nó rất là an toàn để bước lên bước xuống. Đúng rồi, em không đây là cái ưu điểm ấy. Ngoái đầu lại gì cả. Em thấy
thấy ví dụ như em đi xe em mà có những lúc mà mình gấp mình xuống mở cửa rất hồi hộp luôn anh. Nhiều khi sợ có người người ta chạy ngược chiều nữa ấy. Xe này lùa thì nó sát luôn rồi. Cái này mà đi đường sau đấy ngủ là bao phê luôn đấy. Ngủ thẳng cẳng luôn. Ngủ thẳng cẳng luôn. Làm việc mệt mỏi thì lên xe là... Ở ghế đằng sau ấy có massage không hả anh? À, ghế này thì không có massage, nếu mà massage là phải độ. À. À, nhưng mà gửi... ghế trước thì có. Ghế trước đây dành... chỉ có kiểu làm mát thôi. À. À, nếu mà massage là mình phải độ hết. Phải độ thêm. Cái mới đầu em lấy xe về em định là gửi độ lại hết á. Nhưng mà thôi để xài một thời gian, 1 năm, 2 năm gì đó. Rồi mình sẽ làm mới lại nữa. Rồi độ lại sao cái xe, ha. Thực ra anh thấy cái massage nó cũng kiểu là cũng không quá là cần thiết ấy. Vì mình còn đang trẻ khỏe. Cho nên là là cũng không phải là người kiểu là lớn tuổi quá hay đau lưng hay gì mà để mà sử dụng đến những cái đấy. Anh Tú nói vậy em cũng suy nghĩ. Tại vì tài xế của em cũng trên 50 tuổi. Bác Tài thì khác, còn thực tế ra thì hay dành cho những gọi là những người lớn tuổi tí. Đậu bên này, nhưng mà đậu bên trước cửa luôn cũng được. Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Bên tay trái nha anh Tú. Hôm nay ngày lẻ là mình đậu đây được. Đậu trước cửa hàng em được anh mà phải đá nhanh. Hay bây giờ mình đã tới cửa hàng của em Ánh rồi các bạn nhé. Rồi tấp bên phải luôn anh, nhớ đá nhanh nha. Chỗ này nhớ đá nhanh. Không, đi đậu lên chút xíu nữa. Trước cửa hàng mình luôn đúng không? À đúng rồi. Ở Sài Gòn cửa hàng buôn bán mà đậu trước cửa thì cũng người ta không có vui lắm. À. Ok, nhớ đá nhanh xong rồi mình xuống nha. Rồi. Rồi xin mời hai giám đốc đến với cửa hàng đặc sản thiên nhiên Ánh Cua nhé. Hôm nay là cam luôn. Sửa lại hết bên ngoài này là màu cam mà anh? Dạ đúng rồi anh. Sơn phớt không là cũng mất gần nửa. Chào cả nhà nhá. Chào cô. Chào em. Có bao nhiêu lấy hết. Ở đây có cả bán đậu phộng rang tỏi ớt của Funny Hùng. Chỉ có sản phẩm của anh Tú là chưa có ở cửa hàng bên em thôi. Nhưng mà hiện tại thì đã có tại cửa hàng của Phan Diễm rồi cho nên là anh cũng không có lo lắm. Thấy cái gói gì chưa? Đó. Đây là lạp xưởng gà quay. Không có dưới kìa. Quế lộ và đây à cổ hũ dừa. Cam ra men. Anh đọc ra thằng nói lộ. Không, quế lộ đấy. Cameraman còn đang gõ đầu mình nữa chứ. Được đấy, cameraman này. Còn đang nhắc khéo. Đẹp quá anh ạ. Này nước cốt nhào. À, trái nhào này rất là hay này. Vừa rồi anh cũng đi tìm ấy. Dạ. Là để anh xem lại là cái công dụng một chút hình như là có tốt cho xương khớp ấy. Đúng rồi anh, nhức mỏi nè, người lớn tuổi. Đâu rồi? Mất ngủ. Cái trái nhào này là cái này là có cái công dụng là điều trị tốt cho cái hình như là cái thoái hóa về xương khớp ấy. Dạ. Nhưng mà đây là cái nước cốt là mình cứ thế dùng luôn là anh? Dạ đúng rồi, bây giờ là cái sản phẩm này mình uống thường xuyên. Rồi người lớn thì uống một ngày là 30ml, còn trẻ em thì là phân nửa thôi. Đâu rồi nhỉ? Đâu cái công dụng đề đâu nhỉ? Công dụng nó cái giấy nằm ở bên trong. Nằm bên trong à? Dạ. Thế là muốn cái sản phẩm này biết là... được công dụng phải mua cái hộp. Sản phẩm này là sản phẩm ô cốp của Cà Mau luôn. À. Đây, ngoài ra là có cái mật ong rừng U Minh. Dạ. Thì cái này cũng rất là tốt luôn đấy. Phan Diễm là cũng là khách hàng thường xuyên của Ánh Cua. Thì hôm nay là nhà là có cái tỏi cô đơn rồi. Dạ. Cô đơn Lý Sơn nên mình sẽ mua cái chai mới này về để ngâm. À. Hôm nay qua thì lại lấy thêm một hũ tôm chua này nữa. Đây em đã có mua nhiêu đây? Dạ. À, cái hũ nhựa này á, là tại vì đang đóng hàng đi cho khách đi xa là phải chuyển qua hũ nhựa. À. Còn như bán ở tại cửa hàng với trong Sài Gòn á, thì là sẽ là hũ thủy tinh này. Hũ thủy tinh này rất là đẹp nha các bạn. Cái này là mật, này là ong mật. Còn ong ruồi thì giá nó một hũ này là 495.000. Còn cái hũ này là 290.000. Thì ong mật nó sẽ giá nó sẽ rẻ hơn là ong ruồi. À. Hũ này bao nhiêu tiền? Hũ này là 320 là 1kg mắm tôm. Nhưng mà mua hai cái này thì có tặng gì không? Tặng một hộp bánh phồng tôm. Tặng mình được không? Thôi tặng nó chắc lỗ quá thôi.
nhiều bắt cóc cô chủ rồi các bạn. Tại Diễm thực sự luôn, mật ong này là mật ong rừng ấy. Anh thì cũng được sử dụng rồi, vì lần trước là anh cũng có gửi tặng cho anh một lọ thì về bố anh dùng rất là ngon, ưng ý. À đây này, ngoài ra là mình thấy là có cả trà bông cái tôm. Như là trà bông tôm mà. Dạ. Trà bông tôm đất nha anh. Ừ. Thì cái sản phẩm này á là rất là phù hợp cho người lớn tuổi và trẻ em. Thế thì mình mua cái này về cho em bé. Cho em bé nha. Cho các bé nhà mình ăn là hợp lý này. Không, em gửi tặng con gái của anh một hộp trà bông tôm. Đấy, ngoài ra đây là nếu còn mà bé có thích đó, thì báo với em tiếp. khô xé sợi. Dạ. Đây là gà lá chanh. Dạ. Cũng rất là nhiều món nhỉ. Còn đây là có sản phẩm của bên Ba Hương. Còn đây là cái gì, chuối à anh? Chuối sấy anh. Chuối sấy. Dạ. Còn đây là cũng là khô xé tiếp. Còn đây là khoai lang sấy. À không, cái đó khoai môn. À khoai môn à? Dạ. Khoai môn. Còn bên này là có lạp xưởng. Lạp xưởng mai quế lộ nha. Gà quay mai quế lộ chứ không phải mai hối lộ. Đây. Cái này gói nhỏ hơn 250g. Bây giờ cũng làm món nhỉ. Công nhận là cái những cái món đặc sản của miền Tây thì cũng gọi là rất là phong phú. Yeah. Còn đây là cái nước cốt trái nhàu nguyên chất. Yeah. Có giá là 210.000 một hộp. Thì cái này nó rất là tốt cho cái xương khớp ấy, tốt cho sức khỏe. Vì vừa rồi Tú cũng mua về ngâm nhưng mà chưa có sử dụng được. Mà anh mua luôn một hộp này nhé. Đây là người ta đã ủ và người ta chiết xuất xong hết trơn rồi. Đây là anh mua luôn nhá. Mua luôn đấy, mua luôn dùng luôn này. Cái này là mình có nghe nói đến là rất là nổi tiếng. Và vừa rồi mất thời gian đi tìm kiếm thì cũng không biết là ở đâu có gọi là một nơi mà có cái hoàn thiện được như này ấy. Cái này là em thường là gửi cho khách đó là đóng thùng chai nhỏ này là 9 chai một thùng. Đó. Đấy, mình mua luôn một chai này để mình đi mình dùng. Mua đấy còn cái đi, gì nữa đấy? 9 chai. Em mua này cho mẹ chồng. Hộp vịt Bắc Thảo bên này của cô Ba Huân rất là bán rất là chạy nha, tại vì kết hợp với tôm khô đất của bên Ánh Cua. Nhưng mà để anh thử luôn cái này trực tiếp đi. Vì anh cũng đang tò mò, anh muốn chữa xương khớp ấy. Để em lấy cái ly. Các bạn. Không, muốn nguyên chai không ạ? Hả, ực nguyên chai hả? Các bạn là thấy là có khi nào mà mua test luôn này, vì mình mọi lần mình biết là cái trái nhàu này nó mùi lắm. Cái mùi nó khó chịu lắm. Nhưng mà nó uống là tốt cho sức khỏe, cực kỳ tốt luôn. Các bạn mà ai quan tâm ấy, công dụng là có thể là gõ Google. Vì mọi lần là Tú là cũng được nhiều người mách cho là cái này để chữa cho xương khớp ấy. Ừ. Bây giờ thì nó lên men, nó đỡ mùi hơn rồi. Diễm thử tí đi. Cái này nó tốt cho sức khỏe lắm. Đầu tiên là cái mùi của nó khó chịu lắm nha. Mùi đặc trưng luôn nha. Mùi đặc trưng của trái nhàu mà. Nhưng mà bây giờ đã được gọi là lên men được ấy thì nó dễ chịu hơn. Có chiết xúc thì nó cái mùi nó sẽ đỡ hăng hơn. Đồng về hướng ta sử dụng chuyên là về gì đây? Đâu có công dụng rồi. Công dụng chỗ nào ta? Trong cái tờ giấy ở phía trong. Ừ. Công nhận là cái mùi của nó là mình uống là nó sẽ hơi khó một chút nhá. Cái này là có công dụng gì đấy nhỉ anh nhỉ? Nước cốt trái nhàu này thì tăng cường sức đề kháng, hệ miễn dịch cơ thể nè anh. Rồi những ai mà mất ngủ triền miên á thì uống cái này thường xuyên là cũng trị được cái triệu chứng là mất ngủ, rồi chống lão hóa, làm đẹp da. Diễm nè, nên mua. Không ngủ nhiều quá rồi giờ chứ không nên uống. Rồi giảm đau, hỗ trợ điều trị triệu chứng đau nhức xương khớp đó, như anh Tú đúng rồi. Đó, về xương khớp nè. Rồi các ngừa về các bệnh lý về tim mạch này, huyết áp, rồi tiểu đường đó. Rồi ức chế tế bào ung thư. Cái này nó rất là tốt, anh có nguyên cứu qua thì, rồi quá nhiều công dụng thế nên là mình cũng mua chai này. Mua chai luôn nè. Cái này thì mình sẽ là mua đi dọc đường mình uống. Mình uống dần luôn trong quá trình mình đi đường, cho nên mình mua chai nhỏ. Sau đó là cái là mình sẽ là đặt mấy chai to và mình uống dần. Nhưng mà anh uống cái vị dễ uống không? Đầu tiên ấy, khi mình ngâm về mà mình tự ngâm mình rất là khó uống. Ở nhà anh có ngâm rồi, nó rất là hôi. Thực tế ra là rất là hôi, nếu mà bây giờ mình mua thế này là mình uống như này thì nó đã giảm đi những cái vị gắt gắt đấy rồi, cho nên là mình vẫn dễ uống được. Có cách nữa là mình có thể pha với mật ong và pha với nước được. Cho nên là cũng dễ. Rồi mua luôn chai này. Ngoài ra là bây giờ là bên này có các sản phẩm mình bánh phồng cua,
bánh phồng cua. Dạ. Ngày trước là cái bánh phồng tôm, bây giờ là có thêm là sản phẩm là bánh phồng cua. Dạ. Đấy, tỷ lệ là thịt cua là cao, 50% luôn. Dạ. Em đấy, chỉ có một loại 50% cua thôi. Còn như bánh phồng tôm thì mới có hai loại. Còn đây là bánh phồng tôm. Dạ. Ngoài ra có phồng chuối nữa. Dạ, bánh phồng chuối. Phồng chuối dành cho người ăn chay. Chính xác. Đây bánh phồng chuối. Đây là bánh phồng chuối đây. À, bánh phồng chuối thì bên em có nhiều chương trình mua bánh phồng tôm là tặng bánh phồng chuối, như là đây nè, hai hộp này thì em sẽ tặng một hộp bánh phồng chuối nửa ký luôn. Hộp này nửa ký luôn đấy à? Đúng rồi anh. Anh thấy gọn gọn. Ừ. Nhưng mà nó là nửa ký đó. Mà có 120.000 này, ăn đến bao giờ mới hết? Dạ, chiên lên nhiều lắm. Ừ, đây này, hộp này có 190.000 là nửa ký. Cái này là bánh phồng tôm. À. Dạ, này là tỷ lệ tôm là 50% tôm tươi, còn cái này là tới 70 lận. Dạ. À, cái này là 70%. Dạ, best seller bên em. À. Bán chạy nhất đó, con cưng đó. Đấy, anh là rất tâm huyết với bánh phồng tôm các bạn ạ. Còn rồi, đây là cổ vũ dừa Phan Diễm nhá. Địa chỉ ở đây là địa chỉ bao nhiêu nhà anh nhỉ? CC25 Trường Sơn, phường 15, quận 10. Đấy, dạ. Bây giờ là mình sẽ thanh toán mấy cái này rồi bắt đầu là... Chưa, lên còn đường này. Bên này đặc sản khô, hải sản khô. Tí nữa quên mất cái tủ này hả? Khô cá sặc nè. Con cưng, còn này là con gục. Đây là khô cá sặc. Dạ. Đặc sản của Cà Mau. Cà Mau, dạ. Đây là có cả đến củ kiệu. Dạ, mình ăn ngâm kèm. Chua nữa cơ. Dạ, ăn kèm với tôm khô đất. Dưới này là cái này là size bự hơn. Cá sặc size bự. Cái size này là 8-9 con 1 kg. Thì giá là 490. À. Còn cái loại ở trên đây á là 460, là size nó nhỏ hơn. Còn ngoài ra ấy, có một cái mình rất là thích, đó là lạp xưởng tôm. Dạ. Thì lần trước là mình cũng đã ăn rồi, mấy bé nhà mình là cực kỳ thích cái lạp xưởng tôm này. Mà em sẽ gửi tặng anh lạp xưởng tôm loại thượng hạng. Thượng hạng luôn à? Dạ. Cái này bây giờ mình gửi đi nó có bảo quản trên đường như kiểu cho chuyển phát nhanh nó có ảnh hưởng không anh? Cái này hơn tuần đâu có sao đâu. À thế à? Dạ. Tại không vì lạp xưởng này là đã khô rồi. Đã khô đã được dạ. Rồi đúng không? Đấy. Đố anh Tú, đây là sản phẩm gì? À, đây là cái nhìn lã nhỉ? Nhìn bồn cái nước Cà Mau là cái gì? cây à? Đây là thuộc dạng cây à? Cái này nó giòn giòn, thường là dưới em là sẽ xào với tôm nè, ăn cơm nè, hoặc là muối chua như thế này rồi chấm với cá kho tổ. À. Cây bồn bồn à? Cây bồn bồn là giống như cái phần non của cái cây bồn bồn á. Xong nghe cũng lạ nhỉ? Nó giống như cái kiểu củ hủ dừa mà non ở dưới ra. Nhưng mà cái nói là muối chua. Ở đây có cả cá chỉ vàng để nhậu, để uống bia. Dạ. Nói về miền Tây thì toàn là những cái mồi mà kiểu là làm khô khô này để mình tiện nhậu uống bia. Đây, còn đây là tôm khô. Tôm khô, đấy, tôm khô đất. Nó size nó sao nhỏ nhỏ anh? Tôm đất là nhỏ này à? Bên em có 3 size lận. À. Cái này là loại 2. Thì tôm đất, tôm thiên nhiên nó sẽ không có lớn. Cái loại 1 thì nó sẽ bự hơn. Thì size tầm loại 1 là từ khoảng 1.000 tới 1.200 con, còn cái loại này là tới 1.500 con. Còn loại 3 là nhỏ hơn nữa, là gần 2.000 con 1 ký. Mắm tôm chua này thì mình cứ tưởng là ở mỗi Huế có mà ở Cà Mau cũng có luôn nhé. Kiểu khác anh ạ. À, cũng khác nhau luôn, hương vị khác nhau em. Cái này dùng để chấm thịt luộc đúng không? Dạ. Ăn là rất là ngon. Cuốn rau sống. Ừ. Này là sản phẩm của mẹ em làm. Nhìn nhiều tôm chưa này? Cái này toàn tôm ấy chứ, đây được mấy nước đây đâu. 11 là em phải làm nhãn là phải bổ sung luôn cái phần mà chất rắn là khối lượng tịnh là bao nhiêu. Tại vì tôm rất là nhiều. Ừ. Đó là nước là để vừa sắp con tôm thôi. Đấy, thì bây giờ là mình đã đưa các bạn tham quan lại cửa hàng đặc sản của em Ánh rồi. Thì bây giờ chắc là mấy anh em đưa Ánh trở về lại cà phê. Sau đó là mình lại lên đường đi về cửa hàng En Diễm. Là ngày mai anh em mình sẽ là lên đường đi ra đảo Lý Sơn. Đấy, thì mời các bạn là tiếp tục là theo dõi hành trình của em mình. Bây giờ thì mình sẽ lên đường đi về chỗ công ty của Ánh, chỗ quán cà phê vừa là công ty luôn à Ánh nhỉ? Dạ đúng rồi anh. Ở dưới là em bán cà phê, còn trên là văn phòng. Trên là văn phòng. Thế thì không biết là sau này mà Diễm mà có dịp mà đi về Cà Mau quê Ánh chơi thì có gì rủ anh đi với nhá. Dạ. Anh cũng chưa được về khi nào ấy. Em nghĩ là đợt nào xem sẽ thiết kế một cái tour anh em mình đi miền Tây miền Tây xong. Đúng rồi. Đến cuối cùng sẽ là Cà Mau.
À, như hôm qua anh em mình có gặp lại anh Phạm Văn Mách thì cũng có nói sơ qua ấy. Cho nên là mình cũng rất là mong được dịp để đi về đấy rồi thăm quê của Song Hỷ này, quê của anh Cua này. Rồi đi khám phá về miền Tây. Đấy, bây giờ thì chăm sự là nhờ đến em Diễm thôi. Em sẽ điểm xuất phát là từ Sài Gòn về thẳng Long An. Long An, đúng rồi. Từ Long An mới bắt đầu là trễ nhắn được. Này, cái này gọi là uống cốc này no cho đến chiều luôn đấy. Bây giờ đi đến đây mình rẽ hướng nào nhỉ anh nhỉ? Anh rẽ trái. Rẽ trái. Đường Hương Giang rẽ trái rồi tới đường Ba Vì. Thế là hai bên là gần nhau nhỉ? Khi mà mua xe này xong thì anh đi thì có tỷ lệ hài lòng với nó có cao không? Em thì thích kiểu ngồi rộng rãi như này lâu rồi. Mà lúc trước là chiếc K5, nhưng mà anh biết là chiếc K5 là phía trong nó đâu có được rộng rãi đâu. Cho nên là em mới đi, với lại là đi xa di chuyển Sài Gòn, Cà Mau á. Cho nên là quyết định là mua xe này để ngồi cho nó thoải mái. Không, mình thấy rằng cái này thì không chỉ ánh đâu mà sẽ rất là nhiều người mà yêu thích về cái chiếc xe này. Mình rẽ trái đây là đến đúng không? Dạ đúng rồi. Đấy, tới đây là tới... Trao trả công chúa về. Tới đại bản doanh của anh Cua đấy. Thôi mời hai giám đốc xuống nhá. Mình vẫn chưa quen mấy cái kiểu mà cửa trượt như này ấy. Đây anh gửi lại chìa khóa nhé. Dạ. Bây giờ thì anh em mình sẽ chuẩn bị chia tay với anh Cua rồi. Hôm nay quần đen áo đen rất là hợp với xe của anh ấy nhỉ. Đây hợp lý. Thôi. Rồi bữa nay là rất là cảm ơn anh Tú với Diễm ghé thăm quán cà phê và CC 25 Trường Sơn, đặc sản thiên nhiên Cà Mau. Thì chúc anh Tú sức khỏe chứ. Lâu quay quá giờ không nói là bị ngọng nhẹ. Lâu ngày không quay. Mình thì lâu ngày cũng không quay với ánh thì gặp lại cũng hơi run tí, về đứng cạnh người đẹp nó run. Mà Diễm có ý kiến gì nữa? Không, thật ra thì em đang hỏi là xe này tại vì ánh là có công việc khá là bận, di chuyển suốt liên tục luôn. Tại vì ngoài việc là quán cà phê với lại là bán đặc sản ra thì ảnh còn rất là nhiều công việc khác nữa, chứ không là mượn xe đi chở tỏi. Trời ơi, anh thấy okay, xe anh thấy okay. Xe đẹp lại mà Diễm có suy nghĩ ra chở tỏi đó. Thôi tạm biệt anh nhá. Dạ. Anh lên đường đi về bên cửa hàng của Diễm đây. Thôi bây giờ anh em mình cũng xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn đã yêu mến ủng hộ. Nếu các bạn yêu mến thì hãy nhớ đến quán cà phê của anh Cua và cửa hàng đặc sản thiên nhiên Cà Mau của anh Cua nhé. Anh em mình xin tạm biệt quý khán giả tại đây nhé.